Gia đình Uyên xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Uyên chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video. Em đại ca chi mốt lên đi. Đại ca lên đi. Sao nè, sao nè. Ngọt hay đắng? Bitter or sơ 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 Sagst du das jetzt hier, Mama? Ja. Drei, vier, die kleine, pass auf. Sieben. Oh, die esse ich gleich auf. Sieben. Acht. Acht Stück haben wir. Mhm. Acht schon mal. Einmal. Mhm. Reicht aus, ja. Gut. Ein, zwei, drei Gurken haben wir dann jetzt, ne? Drei Gurken, Mut zwei. Halber. Oh, weia. Mut halber. Hi. Guck mal, Chili, guck mal. Ganz voll Chili. Mhm. Aha. Ja. Mhm. Aha. Die Rot für mich? Ja. Die Rot, oder was? Mhm. Eine? Und unter Rot. Thank you.
Thì Sophie Omao bà phát ra vì Valentino ở nước Việt Nam ở lâu. Machen wir nächstes Jahr. Mhm. Nächstes Jahr. Ja, aber dieses Jahr. Januar, Februar, März müssen wir gucken, was da ist dann. Ne? Mhm. Hm? Ja. Mhm. Jetzt gucken wir erstmal, wenn wir Auto abholen, ob wir München irgendwie bei Petra oder bei deiner Freundin ranfahren. Was mal schauen. Ne? Vermisst du Vietnam? Ja, sehr, sehr. War immer was gewesen bei uns jetzt. Ja. Babys, Corona, irgendwas da immer, ne? Ja. Unsere Arbeit auch noch. Ja. Lass mich mal in Ruhe. Ich bin nur ein Hund. Hallo, lass mich. Alter Opa-Hund. Tschüss. Mama, Timo ärgert mich. Augen. Du kannst alleine schlafen. Deine Medizin, dann klaue ich sie. Dann kann ich sie wegschmeißen. Welche Medizin denn? Wir gehen in dein Zimmer jetzt. Ja. Hier ist auch nur ein Krümel liegen. Ach, den kann ich wegschmeißen. Hallo, con làm gì vậy Timo? Nói cho ông bà nghe coi. Beobachte Flamingos. Mô muốn về Việt Nam không nè? Năm sau Việt Nam với ba mẹ nha, chịu không? Mô, nãy thăm, nu mít ông bà cô chú ông khô với mẹ. À, tôi mô đi Việt Nam với ông bà cô chú chứ không đi với mẹ. Hier ist dein Kaffee, kannst du das mit uns? Nee, den muss ich ja trinken. Du kannst doch... Guck mal, was machen? Đây là cái ống khói mà gia đình mình làm đó cả nhà. Ở bên trong thì chưa có xong, bên ngoài thì nó là hình thức như vậy nè. Hiện tại thì cái người làm ống khói thì nói là dần cái nguyên vật liệu á, cái làm nó đặt hàng này nó hiếm và khó, giá tăng lên đó cả nhà. Mình đặt từ đầu năm tới giờ đó thì mới làm đó. Cũng may mắn là mình đã làm trước, đặt trước từ đầu năm rồi. Nhìn tại vì cái này làm sao nên thiết kế nó không được phù hợp với ngôi nhà. Aba ganz um hoa su aba. Aba ganz um su. Ganz um su. Öff, öffnen. Ring, ring khom đi. Đó cái hệ thống mà người ta làm sẵn nhà thì nó là cái gì đó. Cũ thì kiểu cũ người ta làm sẵn, xây dựng sẵn, còn nhà Uyên thì không có.
Nguyên xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nguyên kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Nguyên xin chào tạm biệt và hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Nếu thích video của Nguyên thì xin cả nhà bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh của Nguyên Cuộc Sống Đức. Nguyên chân thành cảm ơn rất là nhiều.